kính thưa chủ tọa đoàn và các quý thầy cô và đồng nghiệp thì hôm nay thì em sẽ trình bày một cái nghiên cứu đó là cái đặc điểm và dự báo cái nhu cầu cấp cứu ngoài biển uh, của người dân tại thành phố hồ chí minh vậy thì bởi vì tiết kiệm thời gian em sẽ nước qua một số cái slide thì uh, em trình bày sẽ đúng theo một cái nội dung của em Rath thôi uhm, tiếp theo thì chúng ta biết rằng á có thường có hai mô hình ở trên thế giới nhưng mà bây giờ chúng ta đa số những đất nước người ta mở hai mô hình lại với nhau rồi Uh, nó khác nhau chủ yếu chính một cái á, là đưa bệnh viện tới uh, đưa bệnh viện tới nhà bệnh nhân và một cái khác đó là đưa bệnh nhân tới bệnh viện tức là chúng ta sẽ đưa tất cả y dụng cụ tới hoặc là đưa bệnh nhân tới bệnh viện để chúng ta điều trị uh, đây là một cái mô hình hiện tại thành phố hồ chí minh chúng ta uh, tụi em đang thực hiện đó là nó sẽ có một cái trung tâm cấp cứu một năm và nó sẽ có các cái khoa phòng của các bệnh viện này và ngoài ra thì chúng ta sẽ có tới bây giờ là 40 cái trạm vệ tinh rồi. 40 trạm vệ tinh này sẽ phân bổ các như quận huyện của cái uh, của thành phố Hồ Chí Minh. Cái khi khi nó hoạt động thì nó sẽ có một cái quy chế hoạt động và cái quy định hoạt động. Và uh, có một cái đặc điểm là từ năm 2014 đến 2019 thì tụi em vẫn còn lấy dữ liệu là trên sổ thôi. Từ 2019 tới bây giờ thì đã chuyển toàn bộ cái dữ liệu đó lên máy tính rồi. Uh, chúng ta đều biết là vai trò cấp cứu ngoài viện thôi. Cái mục đích chính của nó là đem cái sự chăm sóc y tế sớm nhất sơ cấp cứu cho người bệnh để cải thiện cái tỷ lệ sống sót và quá trình điều trị. Vậy thì cái vấn đề ở đây là mình sẽ đặt câu hỏi là những cái số cuộc gọi cấp cứu này nó sẽ phụ thuộc cái gì? Mật độ dân số, mức thu nhập hay là những người lớn hơn 60, 50 tuổi, 60 tuổi hoặc là cái vấn đề thường nào gặp? đó là những cái cuộc gọi triệu chứng vấn đề tim mạch, đó là giao thông, vấn là thương thích hay là những vấn đề khác? Uh, ngoài ra cái thời gian đáp ứng như vậy thì nó có có sự khác biệt hay không? Như ví dụ như ở một số nước khác thì Bắc Kinh người ta chỉ mất khoảng 8 phút người ta tiếp cận bệnh nhân rồi. ở uh, thì nó Bắc Kinh 24 phút, ở Bắc Mỹ thì khoảng 8 phút, ở Tokyo thì 6 phút, Osaka thì 8 phút. Thì nó có sự khác biệt như vậy, nó khác nhau những mô hình và khác nhau về uh, cái chuyện logistics điều phối xe cấp cứu nó làm cho cái sự tiếp cận bệnh nhân nó sẽ khác nhau. Vậy thì một cái phân tích time series tức là mình sẽ có dữ liệu ở trong quá khứ, sau đó thì mình sẽ dùng một cái thuật toán mình gọi là regression hồi quy lên và tiếp tục mình moving average tức là về những cái số liệu về trong tương lai thì dựa vào cái mô hình này mình sẽ đoán được trước là trong tương lai nó có thể có bao nhiêu trường hợp cấp cứu và những trường cấp cấp cứu đó nó sẽ thể hiện ở ở đâu chẳng hạn à, với cái mục tiêu nghiên cứu à, lúc em làm cái này á thì à, gần bắt đầu vào dịch thì em mới đặt một câu hỏi là hôm nay chúng ta cấp cứu như đó ca ngày mai chúng ta cấp cứu bao nhiêu ca thì cái cái dự báo này á thì mục đích chính của em để trả lời cái cái hiện tại mà ở tại um, cơ quan em đang gặp đó ngày mai em cấp cứu bao nhiêu ca em không biết uh, nên do đó thì em thực hiện đầu tiên em sẽ xác định cái đặc điểm đó thứ hai em sẽ dự đoán uh, tiếp theo tất cả uh, tất cả có 132.560 cái cuộc gọi một cái trường hợp yêu cầu cấp cứu ấy, từ năm 2014 đến năm 2020 và từ đó thì em sẽ loại bỏ một số cái cuộc gọi có khoảng 4.352 cuộc gọi liên quan tới nó không phải là về yêu cầu cấp cứu mà chỉ đạo hay gì, gì đó cuối cùng ấy, em đưa vào phân tích là 128.208 cuộc gọi à, thì đây là một cái nghiên cứu hồi cứu và phân tích uh, chuỗi thời gian thì cái biến số ở trong này em chỉ muốn nhắc tới là thời gian kích hoạt cấp cứu tức là thời gian từ lúc người ta gọi cấp cứu sau đó xe cấp cứu đưa ra khỏi trung tâm đó, hoặc là đưa ra khỏi bệnh viện đó là thời gian kích hoạt cấp cứu thời gian đáp ứng thụ động tức là xe từ lúc mà giờ khỏi cơ quan một cái trung tâm cấp cứu tiếp cận được bệnh nhân thì đó là thời gian đáp ứng thụ động và thời gian tại hiện trường tức là khi mà xe cấp cứu tới nhân viên tới tiếp cận bệnh nhân thì bao lâu thì xe cấp cứu bắt đầu di chuyển khỏi hiện trường đó là cái thời gian tại hiện trường và chuyển viện À, một cái khác đó là cái lý do cuộc gọi em sẽ phân theo một cái gọi là uh, địa, hệ thống điều phối ưu tiên ở trong đây nó sắp xếp theo 33 lý do uh, đối với ở nước ngoài thì người ta sẽ phân tiếp một lý do người ta sẽ chia thành năm mức độ cấp cứu nhưng đối với trung tâm cũng nằm chưa áp dụng cái đó do đó em chỉ phân được là 33 lý do thôi uh, khi mà77 uh, từ 2014 đến 2019 đó là nhập liệu hoàn toàn thủ công do đó thì em mất khoảng 20 người để nhập liệu toàn chuyển toàn bộ cái dữ liệu này về một cái dữ liệu uh, mềm và nó có một khó khăn và nó cũng là một cái nhược điểm của cái này đó là khi mà dữ liệu đó là dữ liệu thứ cấp do đó cái cái chất lượng của dữ liệu nhiều khi nó rất tệ và uh, em để giải quyết cái vấn đề đó thì em sẽ thành lập một cái group Zalo, em sẽ chuyên trả lời những cái gì khó khăn liên quan các bạn nhập liệu. Thì do đó thì em nhập liệu Google Form sau đó em chuyển thành uh, em sử dụng cái phần mềm ngôn ngữ R và cái ArcGIS để mô tả về cái chuyện mà về dữ liệu không gian và thời gian. Ờ, đối với uh, dự báo thì em sẽ chia cái có cách em dự báo là bước đầu tiên em sẽ chia dữ liệu thành hai phần 80 20 80 để xây dựng cái mô hình 20 để kiểm tra mô hình sau đó em dự báo của cái cuộc gọi uh, dự báo cuộc gọi thì uh, em sẽ dùng một cái một số cái chỉ số thống kê MRSE hoặc gì đó để chúng ta đánh giá được cái mô hình nó có chính xác hay không uh, đây là kết quả để chúng ta thấy rằng á uh, từ năm 2014 đến 2019 uh, cái tỷ suất cái cuộc gọi 100.000 dân nó từ 8.8 đến tới 3, 34. Tuy nhiên nếu mà so với các nước trên thế giới thì thực sự mình rất còn rất còn thấp bởi vì người ta 3 4 cuộc gọi trên 1.000 dân nhưng mà mình là 100.000 dân nó có sự khác biệt rất nhiều. Ngoài ra thì cái chuyện mà nếu mà chúng ta tính theo cái trường hợp cấp cứu 100.000 dân đó, thì những nó cũng tương ứng với chuyện mà nó cũng tăng tương ứng chuyện tăng từng năm Ờ, nếu mà chúng ta nói về tuổi thì từ 0 đến 10 tuổi nó có cái tỷ lệ yêu cầu cấp cứu thấp nhất nó chỉ tầm khoảng dưới 1% thôi từ 10 đến 50 tuổi thì nó khoảng chiếm tầm khoảng 20% còn lại là số lớn hơn 50 tuổi nó chiếm tới tầm khoảng 2/3 ờ, ngoài ra thì nếu mà chúng ta nói về chuyện nam nữ thì sao thì nam nữ chỉ riêng có một cái năm 2015 á, là cái tỷ lệ nam nó hơi thấp chút xíu còn lại thì nam nữ nó tương đương với nhau khoảng 50-51% đó là nam giới Ờ, ngoài ra thì chúng ta sẽ đặt câu hỏi là nếu mà giờ trong ngày á, thì giờ nào sẽ gọi cấp cứu nhiều hơn? Thì em thấy rằng á, từ 0 tới 7 giờ là cái có cái tỷ lệ gọi cấp cứu thấp nhất. Còn nếu mà tỷ lệ từ từ 8 giờ cho tới 2, 3 giờ á, thì hai cái phần đó nó xem xem với nhau và nó sẽ tương đương với nhau. Ngoài ra nếu mà em xem tiếp đó là cái quận nào từ 2014 đến 2020 nó sẽ thay đổi như sao? Vậy thì nó có một cái sự tương đồng á, là những cái quận trung tâm thì có cái chuyện mà yêu cầu gọi cấp cứu nhiều hơn những quận ngoại vi nó yêu cầu hơn ít yêu cầu hơn nhưng mà sẽ có một cái số quận mà nó có tỷ lệ tăng nhiều nhất đó là ví dụ thủ đức chẳng hạn quận 2 chẳng hạn tại vì chúng ta biết rồi cái chuyện mà đô thị hóa là thành phố thủ đức bây giờ phát triển thành một cái thành phố mới dân đông yêu cầu nhiều hơn ngoài ra thì cái thời gian chúng ta thấy rằng cái thời gian mà kích hoạt cấp cứu tức là thời gian từ nút gọi cấp cứu cho tới xe cấp cứu nó chỉ tầm khoảng 2 phút rưỡi tới 3 phút thôi và cái thời gian tiếp cận hiện trường á, tính trung bình nó khoảng có 16 phút và cái thời gian mà uh, bắt đầu tiếp cận bệnh nhân và chuyển viện tới bệnh viện á, mất khoảng 40 phút uh, và từ đó thì em lấy cái cuộc gọi đó em dự báo vậy thì uh, đến năm 2021, 22, 23, 4, 25 thì nó trung bình cứ một ngày có khoảng nếu 2021 thì khoảng 93 cuộc gọi cho một ngày tức là 93 trường hợp yêu cầu cấp cứu cho tới 2025 á, thì khoảng 131 cuộc gọi yêu cầu cấp cứu trong một ngày Ờ, nếu mà chúng ta đối với thời gian ấy, mà chúng ta so sánh với những cái nước khác ấy, rõ ràng mình vẫn chưa đạt được cái gì mình mong muốn ờ, hy vọng rằng trong tương lai chúng ta sẽ cải thiện được cái tình trạng đó ờ, nếu mà xét về lý do khi mà chúng ta chia thành ba ba lý do thì năm lý do mà thường gặp nhất đó là tai nạn giao thông rối loạn chi giác khó thở té ngã và cuối cùng là cuộc gọi triệu chứng đó là cái năm cái lý do mà một cái EOC tức là một cái tổng đài á thường hay gặp nhất Ờ uh, những cái này sẽ hữu ích cho cái chuyện là chúng ta sẽ điều phối nguồn lực ra sao và chúng ta sẽ huấn luyện nhân viên của chúng ta như thế nào. Ngoài ra thì chúng ta sẽ quan tâm cái chuyện mà ngưng tim và đột quỵ. Ngưng tim nó khoảng 0.8% và đột quỵ khoảng 4%. Ờ uh, tất cả những cái nguyên nhân mà gọi cấp cứu. Thì nó cũng tương đương uh, tương ứng với một số cái nghiên cứu khác trên thế giới thì nó cũng chỉ uh, giống giống nhau chừng đó thôi, nó không khác biệt là bao nhiêu. Uh, tiếp theo em tới một cái xây dựng mô hình thì cái này về toán học thôi thì em cũng không uh, sẽ không nói sâu đây. Ờ đại loại thì em sẽ đầu tiên em mô tả dữ liệu, sau đó thì em sẽ loại bỏ những cái uh, những cái um, số liệu ngoại lai, like, sau đó thì em sẽ vẽ cái mô hình để em tìm được mô hình. Sau đó em sẽ thử nghiệm cái mô hình này á, cuối cùng em tìm được cái mô hình là SARIMA để dự báo nó. Sau đó thì em sẽ dự báo được uh, thì uh, như em đã nói ở trung bình một cuộc gọi cấp cứu uh, số cuộc gọi cấp cứu trên ngày đó khoảng 94 cuộc gọi trường hợp cấp cứu và ở trong năm 2021 và đến năm 2025 thì nó khoảng 131 cuộc gọi và cái mô hình dự báo của em đó đang sử dụng mô hình Sarima và cuối cùng thì đây là một cái em nghĩ rằng đây là một cái điểm mạnh đó là một cái vấn đề trước giờ mà thử nghĩ rằng chúng ta sẽ dự báo và chúng ta sau này chúng ta điều phối nguồn lực cho nó tốt đó là cái thứ hai là cái dữ liệu chúng ta sẽ thu gặp lại được nhiều năm mà chúng ta nghiên cứu và dự báo những cái trường hợp nhưng mà cái hạn chế giống như em đã nói bên trước đó là chúng ta sẽ sử dụng dữ liệu thứ cấp chúng ta rất khó được có thể độ chắc chắn của cái dữ liệu đó và thứ hai một trong một cái này đó là em chưa có đánh giá được những cái can, những cái ảnh hưởng của những yếu tố xã hội ví dụ dịch covid chẳng hạn ví dụ những cái thiên tai thảm họa gì đó nó sẽ bị ảnh hưởng ở trong cái mô hình này à, đây là những cái kết luận mà em có thể đưa ra đó là à, những cái ví dụ đầu tiên là cái chuyện mà cái tỷ suất tăng từ 4% nó tăng 4,5 lần trong cái giai đoạn từ 2014 đến 2020. Sau đó giới tính nam và nữ nó sẽ tương đương với nhau và các trường hợp cấp cứu chủ yếu tập trung vào 8 đến 23 giờ và thời gian kích hoạt là nhỏ hơn 3, 3, phút, tiếp cận bệnh nhân khoảng 16 phút và từ lúc tiếp cận bệnh nhân chuyển viện nó khoảng tầm 45 phút. Và năm lý do cuộc gọi, năm lý do mà yêu cầu cấp cứu nhiều nhất đó là tai nạn thông, tổn đoạn chi giác, khó thở và té ngã, cuối cùng là cuộc gọi triệu chứng đối với ngân tim là chiếm khoảng 0,8 và 4 uh, 0,8% và đột quỵ chiếm 4%. Và mô hình Sarima cho thấy rằng nó sẽ dự báo tốt nhất trong cái dữ liệu uh, của em. Ngoài ra thì cái dựa vào cái uh, mô hình này thì em có thể dự báo được rằng năm 2025 khoảng ở trên toàn thành phố Hồ Chí Minh nếu không có gì thay đổi với cái sự phát triển kinh tế văn hóa bình thường á thì nó một ngày nó khoảng 131 ca cuối cùng em xin hết. Xin cảm ơn quý thầy cô và đồng nghiệp. À, cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Phạm Bình Quyết cái việc uh, dự báo nhu cầu cấp cứu này ngoại...